nguy hiểm quá, không đi vào. 13, 21. Thôi đi uống cái gì vậy anh? Không phải đâu mà. Vâng, và như vậy là xin chúc mừng thôn Đông Chính với bộ ba anh Văn Lành, Thái Nguyên và Quốc Dư. Họ có chiến thắng thứ hai ở giải đấu năm nay và chính thức lọt vào vòng bán kết. Xin chúc mừng đội tuyển thôn Đông Chính và cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở trận đấu tiếp theo.